giới thiệu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký hội thảo. Về đoàn chủ tịch, nhiệt liệt hoan nghênh. Các tướng lĩnh, sĩ quan, các đồng chí đại biểu, chiến sĩ điện biên cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Kính đảng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết Trung ương khóa 11. Chiến thắng Điện Phủ, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Chỉ muốn nói rằng là trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được nhân lên gấp bội. Và chính cái sức mạnh được nhân lên như thế, nó tạo nên cái sức mạnh tuyệt đối về mặt chính trị tinh thần, tạo nên sức mạnh về nhân tố con người, áp đảo sức mạnh về vũ khí trang bị kỹ thuật của đối phương, tương tự dân Pháp. Sức mạnh đó thể hiện mấy vấn đề. Thứ nhất là ý chí và lòng yêu nước của dân ta đã được thể hiện cao độ. Từ người chiến sĩ trên mặt trận, từ người nông dân hậu phương, đến người làm báo ở chiến trường, đến văn công, văn nghệ sĩ, tất cả đều đi đánh giặc như là đi hội. Với cái sức mạnh đó, như được sự lãnh đạo chỉ đạo hết sức chính xác của Trung Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, và những quyết định mang tính chiến lược của Trung Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến cuộc Đông Xuân năm 1953, và đặc biệt đối với chính trị Điện Phủ đã nêu rõ điều đó. Và trong cái sự chỉ đạo ấy, chúng ta đã có thêm những nhân tố, đó là các tài thao lược của đội ngũ cán bộ chiến sĩ quân đội, mà tiêu biểu là Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Cái ý chí và sức mạnh chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, linh hoạt và sáng tạo của cán bộ chiến sĩ ở cấp dưới, và cái sự đồng lòng hiệp lực của tất cả các chiến trường, đấy là một biểu hiện. Và một biểu hiện nữa, cái sức mạnh của chúng ta trong thời đại Hồ Chí Minh, đó là cái thời đại mà chúng ta có sự kết nối với bạn bè quốc tế, chúng ta có sức mạnh dân tộc, nhưng chúng ta được sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là của Liên Xô, nhất là Trung Quốc. Trước hết, trận Điện Phủ là trận đầu tiên của một cái dân tộc nhỏ trong hệ thống nước thuộc địa trên thế giới đã đánh bại được một đội quân xâm lược nhà Nghề, được trang bị đầy đủ, và cái sức mạnh của hỏa lực của nó thì gấp của ta rất nhiều lần, thì buộc cái đội quân đó là bị tiêu diệt, bị bắt sống và phải đầu hàng. Đấy này, có thể nói là Điện Phủ là cái trận mở đầu cho sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Như nhà sử học Pháp và Mỹ đánh giá rằng trên toàn thế giới, ngay trận Waterloo cũng không có tiếng vang lớn hơn. Điện Phủ đang gây một sự kinh hoàng ghê gớm. Nó báo hiệu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và sự sụp đổ của một nền Cộng hòa. Cộng hòa là Cộng hòa Pháp đấy. Tiếng sấm của trận Điện Phủ vẫn đang còn âm vang. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng thế hệ ngày hôm nay chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ. Giá trị đó được nhân lên gấp bội khi nó phát huy giá trị của nó vào đúng lúc, và đặc biệt là vận dụng linh hoạt trong xây dựng lực lượng vũ trang, trong phát triển
kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Sân bay không thể hoạt động được.